Sáng hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2021, hội Hoa Đức giao tiền hàng tháng cho bốn hoàn cảnh sau đây. Một là bé Hằng do Bác Lâm Khai Sinh và Sự Nghiệp Cứu tài trợ 1 triệu đồng lần thứ 19. Hai là cụ Khanh 700 ngàn do Bác Lâm Khai Sinh và Sự Nghiệp Cứu tài trợ lần thứ 19. Ba là gia đình của Bác Chí 500 ngàn lần thứ 19 do Bác Lâm Khai Sinh và Sự Nghiệp Cứu tài trợ. Bốn là cô Kiệp 500 ngàn do Bác Dương Sinh Hùng và Sì Tắc Phùng tài trợ lần thứ 10. Thì thay mặt cho bốn hoàn cảnh sau đây, xin cảm ơn quý ân nhân rất là nhiều. Kính chúc quý ân nhân luôn luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn còn ở khắp nơi. Và sau đây là các hoàn cảnh gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ. Cảm ơn được tới 500 ngàn cho vợ. Cảm ơn. Ông nhà tài trợ cho em tôi 700 ngàn, tôi cảm ơn. Con mời. Cảm ơn các cô đồng tham gia cứu động họ cho con 1 triệu là rồi. Sau khi nhận tiền xong thì các hoàn cảnh ký tên vô cái biểu này để tiện theo dõi, rồi cô ký trước đi. Ký vào.